chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Khắc phục tình trạng sạt lở đường giao thông do mưa bão tại miền Trung. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Nhật Bản. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Brazil. Australia bầu cử quốc gia. Mỹ hội nghị Trung Đông. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo dự báo của cơ quan khí tượng trong khu vực thì cơn bão Hagibis, cơn bão số 7 không còn đe dọa đến các tỉnh Nam Trung Bộ nước ta nữa. Thế nhưng những đợt mưa dai dẳng trong những ngày qua đã khiến cho một lượng lớn đất đá đổ xuống tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn Đèo Cả nằm giữa Khánh Hòa và Phú Yên, khiến cho các chuyến tàu bị gián đoạn từ sáng ngày 23 tháng 11 cho đến sáng hôm qua mới tạm được lưu thông. Mưa to và gió lớn trong những ngày qua đã khiến cho đá lớn và bùn nhão đổ xuống tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua. Nó thanh thoát được đường thì mới lúc đó mới xử lý được điểm này. Hamas đã nhìn nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử quốc gia tại Australia. Đoàn đại biểu Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas dẫn đầu đã đến Mỹ để chuẩn bị tham dự hội nghị Trung Đông. Chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thế giới trên kênh 7 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu với kết quả bầu cử tại Australia. Với 75% phiếu đã được kiểm, công đảng Khuynh Tả nhận được ít nhất 83 ghế trong 150 ghế hạ nghị viện và thủ lĩnh công đảng ông Kevin Rudd đã trở thành tân thủ tướng của Australia. Thủ tướng John Howard đã nhìn nhận thất bại và chúc mừng ông Kevin Rudd sau khi đảng Tự do Bảo thủ của ông chỉ nhận được 47 ghế. Cử tri Australia đã mở ra cho đất nước của họ một kỷ nguyên chính trị mới sau cuộc bầu cử vừa qua. Chiến thắng của công đảng do ông Kevin Rudd lãnh đạo đưa chính trường Australia sang hướng tả sau gần 12 năm được đặt dưới sự kiểm soát của đảng bảo thủ. Thủ tướng John Howard nhìn nhận thất bại của ông, không tiến được vào một nhiệm kỳ mới mà có lẽ còn mất cả chiếc ghế trong quốc hội. Mặc dù 33 năm sự nghiệp chính trị của ông có thể kết thúc sau cuộc bầu cử này, Thủ tướng Howard đã tôn vinh nền dân chủ Australia và gửi lời chúc mừng đến đối thủ. Còn người chiến thắng, ông Kevin Rudd thì loan báo Australia đang quay về hướng tương lai. Hai bất đồng chính trong chính sách của công đảng với chính phủ Howard là sự hiện diện của binh lính tác chiến Australia tại Iraq và người định thư Kyoto. Nhưng chính phủ mới được tin là sẽ không thay đổi nhiều các chính sách đối ngoại, thương mại và kinh tế. Ông Rudd đã hứa sẽ điều hành như một nhà bảo thủ kinh tế. Ông sẽ cắt giảm những biện pháp cải cách công nghiệp của Thủ tướng Howard, được cho là giao qua nhiều quyền lực do giới chủ. Trong tuần này, ông Rudd sẽ tuyên thệ nhậm chức. Xuất thân từ tầng lớp bình dân, là con trai của một người chăn cừu, ông Kevin Rudd là một tấm gương sáng về sự vươn lên đối với nhiều người dân Australia, đặc biệt là những thanh niên ở vùng nông thôn. Chúng tôi xin điểm lại những mốc thời gian quan trọng trong sự nghiệp chính trị của ông. Năm nay 50 tuổi, tân thủ tướng Australia Kevin Rudd xuất thân từ một gia đình bình thường ở miền đông Australia. Ông gia nhập công đảng từ khi còn rất trẻ. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp xuất sắc đại học ngành ngôn ngữ học, ông vào làm việc ở Bộ Ngoại giao. Nhiều năm làm việc ở nước ngoài đã cho ông một kinh nghiệm ngoại giao phong phú. Năm 1998, ông Kevin Rudd đắc cử dân biểu liên bang khu vực Griffith. Ông từng giữ vai trò người phát ngôn của công đảng và sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Đến năm 2006, ông trở thành thủ lĩnh công đảng. Ông Kevin Rudd có thể nói thạo tiếng Hoa, say mê nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Trung Quốc. Ông từng có thời gian làm việc tại Đại sứ quán Australia tại Trung Quốc. Ông cũng biết chơi dương cầm và yêu thích nhạc cổ điển. Ông Rudd là chính trị gia được nhiều người đánh giá thông minh, có tài hùng biện và khả năng ứng đối cực giỏi. Hôm nay, trong cuộc họp báo đầu tiên tại Brisbane từ khi công đảng thắng cử, Thủ tướng tương lai của Australia, ông Kevin Rudd, đã nêu bật một số ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới, trong đó nhấn mạnh vấn đề trái đất ấm dần lên.
Hội nghị Trung Đông do Mỹ bảo trợ sẽ diễn ra tại Annapolis, Mỹ vào thứ ba tuần sau, 27 tháng 11, nhằm đưa Israel và chính quyền Palestine vào đàm phán hòa bình với sự ủng hộ của quốc tế. Thách thức đặt ra cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas là thuyết phục nhóm vũ trang Hamas từ bỏ bạo động để tiếp cận cơ hội lập quốc Palestine. Đêm hôm qua, đoàn đại biểu Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas dẫn đầu đã đến căn cứ không lực Mỹ Andrews tại Maryland để chuẩn bị tham dự hội nghị Trung Đông. Nhà thương thuyết Palestine Saeb Erekat tuyên bố với các nhà báo, hội nghị này là một cơ hội lớn. Ông công nhận thương thuyết khó khăn nhưng khả thi. Ông ghi nhận các nước Ả Rập và Hồi giáo có mặt tại hội nghị để ủng hộ người Palestine lập nước. Ông kêu gọi Hamas ngừng cuộc đảo chính. Nhà thương thuyết Palestine cho rằng chính quyền Abbas đang theo đuổi những quyền lợi của người Palestine và không ai nên phá hoại tiến trình hòa bình này. Tuy nhiên, Hamas vừa cho biết đang triển khai một loại đầu đạn có sức công phá mạnh cho các rocket mà họ thường xuyên bắn vào Israel. Hamas cũng phủ nhận thẩm quyền thương thuyết của Tổng thống Abbas, nhóm này đang kiểm soát Gaza. Cuộc xung đột Israel-Palestine đã kéo dài 60 năm. Trong 7 năm bế tắc ngoại giao vừa qua, bạo động đã làm khoảng 4.400 người Palestine và 1.100 người Israel thiệt mạng. Hội nghị sẽ diễn ra tại Annapolis trong 2 ngày quy tụ 49 nước. Về tình hình tại Liban, Tổng thống Liban Emin Lahoud kết thúc nhiệm kỳ kéo dài 9 năm của ông vào đêm thứ Sáu qua mà không có người kế nhiệm. Phe thân và chống Syria tại Quốc hội đã quyết định dời cuộc bầu cử tổng thống cho đến cuối tháng này, trong khi ông Lahoud tạm giao quyền kiểm soát an ninh cho quân đội Liban. Hôm qua là ngày đầu tiên Liban không có tổng thống. Quân đội kiểm soát an ninh trên đường phố, nhưng quân đội cũng khẳng định quyết tâm đứng ngoài chính trị. Thủ đô Beirut yên tĩnh, các cửa hàng vẫn mở. Khoảng trống quyền lực mà cựu tổng thống thân Syria Emin Lahoud để lại đã không tạo ra tình huống khẩn cấp cho đất nước như ông khẳng định. Thủ tướng của chính phủ chống Syria, ông Fuad Saniora tuyên bố, chính phủ của ông sẽ tiếp tục hoạt động như hiến pháp quy định. Nội các của ông giữ quyền hành pháp, quân đội đảm bảo an ninh, không cần phải ban hành tình trạng khẩn cấp, và mục tiêu chính của chính phủ là chấm dứt tình hình này trong vài ngày tới. Thủ tướng Saniora đưa ra tuyên bố này sau khi tiếp Đức Hồng Y Nasrallah Sfeir, đứng đầu giáo hội công giáo Maronit. Theo hiến pháp phân quyền của Liban, chức vụ tổng thống được dành cho một người công giáo Maronit. Mặt khác, trong một cuộc họp báo, lãnh đạo Thiên Chúa Giáo thân chính phủ Smail Jija cho rằng giải pháp cho bế tắc chính trị là xúc tiến bầu tổng thống. Tiến trình bầu tổng thống tại quốc hội nhiều lần thất bại vì bất đồng giữa phe chống Syria chiếm đa số và phe thân Syria. Một số cư dân Beirut tỏ ra lạc quan rằng sẽ có bầu cử tổng thống trong vài ngày tới và tình hình sẽ trở lại bình thường. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang thăm chính thức Trung Quốc. Lãnh đạo của hai nước hy vọng hợp tác kinh tế song phương sẽ được đẩy mạnh sau chuyến thăm này. Các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm cũng được đặt ra trong nghị trình thảo luận, đặc biệt là về vấn đề hạt nhân của Iran. Hôm nay, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc trong chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của ông. Chuyến viếng thăm này có hy vọng mang lại cho Pháp những hợp đồng trị giá 10 tỷ euro. Tháp tùng Tổng thống Sarkozy có khoảng 40 lãnh đạo doanh nghiệp và 7 bộ trưởng. Ngoài ra còn có cựu Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin. Dự kiến Tổng thống Sarkozy sẽ dùng bữa tối với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trước những cuộc thảo luận vào thứ Hai. Các cố vấn của Tổng thống Sarkozy cho biết những cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các vấn đề môi trường, quan hệ, thương mại, châu Phi, vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế và những mối quan ngại song phương. Mối quan ngại của Trung Quốc về chương trình hạt nhân của Iran cũng được đưa ra thảo luận. Paris đang vận động cho những biện pháp cấm vận kinh tế mới chống Tehran, còn Bắc Kinh thì chống lại việc này. Vài tuần sau những vụ cháy rừng lớn tàn phá miền nam bang California của Mỹ, một vụ cháy mới đang xảy ra lan nhanh qua những hẻm núi và đồi ở Los Angeles. 14.000 cư dân trên đồi Malip gần Los Angeles đã phải di tản và hơn 13 ngôi nhà bị lửa thiêu hủy vào sớm thứ Bảy. Vụ cháy này xảy ra không lâu trước 3 giờ rưỡi sáng vì một lý do chưa được xác định gần hồ Malibu trong một công viên khu vực. Vụ cháy được tiếp sức bởi những ngọn gió khô giật mang tên Santa Ana với vận tốc gần 100 km/h. Đến giữa ngày, ngọn lửa đã tràn qua 1.820 hecta và đã bị kiềm chế 25%. Hàng trăm nhân viên cứu hỏa đã được đặt trong tình trạng báo động cho ngày cuối tuần này vì những ngọn gió Santa Ana đã trở lại miền nam California.